Chúng ta mà cứ như vậy ở đây, anh Long mà về bất chợt, chị em mình có nước chết chắc. Chị cái gì mà chị chứ. Tôi đã nói rồi, mỗi lần chúng ta gần gũi, mình phải gọi tôi là em. Chị gì cái gì. Tôi giận đó. Thôi, tôi xin lỗi, tôi quên mà. Nhưng cũng phải hiểu cho tôi chứ. Đại ca và Hoàng Phú mà biết thì làm sao tôi có cơ hội ở bên mình nữa. Mình cứ yên tâm, Hoàng Long ra ngoài ô thăm má ổng rồi. Mình cứ từ từ, để em tính xem có cách nào mà để tụi mình được ở bên nhau mà không phải lo sợ gì hết. Mình cũng thừa biết Hoàng Long không phải là tay dừa. Không chừng trong cái đầu cáo của hắn đang về chừng chúng ta. Một kẻ mưu mô xảo quyệt như hắn, chúng ta không thể xem thường hắn được. Mình làm sao mà hiểu ông ấy bằng em chứ. Từ từ rồi cũng sẽ có cách. Một khi ông ấy mà bị cô lập thì chúng ta sẽ dễ đối phó hơn. Ý mình là những cánh tay đắc lực trung thành với Hoàng Long như Cường và Ba Gà, chúng ta phải tìm mọi cách để lôi kéo chúng. Nếu không, chúng ta sẽ không tài nào thắng được đâu. Mình quả thật là thông minh, tôi phục mình sát đất luôn đó. Nhưng có một điều, Ba Gà thì khỏi phải bàn, còn tên Cường, hắn không phải là tay dừa. Nếu như không thuyết phục được hắn, hắn sẽ trở thành vật cản lớn của chúng ta sau này. Mình chờ đi, em sẽ có cách. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe theo lời của em là được. Chị bà đi anh. Đây, để tôi chia cho. Rồi nè, em tám nút đó. Mở bài kìa. Trời ơi. Ô, chào người đẹp. Đi đâu vậy? Chú không thấy sao còn hỏi. Xuống đây đương nhiên là quýnh bài rồi. Không lẽ là đi spa hay là đi du lịch? Hôm nay có bao nhiêu người vào đánh? Tôi nghe nói cô đang rầu thúi ruột vì đang hết tiền mà. À, mà cái shop hàng ngoại của cô bán chạy lắm phải không? Bỏ cái tay xuống rồi hãy nói. Không. Chú có tin tôi nói chuyện này với ông chủ của chú không? Chỉ cần dạy câu nói của tôi thôi, chú sẽ phải biến ra ngoài đường. Vẫn chơi tôi làm dữ vậy chị hai. Có tiền không? Chơi dài dẻ ơi. Hổng rày con gà đá của tôi nó bị teo cơ rồi. Làm ơn đi. Cầm lấy. Nhưng nhớ không có lần sau đâu. Mày mốt rảnh đi đá gà với tôi như người đẹp. Có tiền không? Cho tôi mượn một ít để làm vài dáng đi. Quan sát kỹ và học hỏi đi. Còn quan trọng hơn số tiền mà cô cần mượn đó. Đây là 300 triệu tiền mặt. 3 lượng vàng, mỗi lượng vàng tương đương 37 triệu, tổng cộng là 411 triệu.
Tôi đặt hết. Chị cũng thuộc này lên xuống xéo quá. Ông anh nhát gan vậy? Có gian thắng thì cũng phải có gian thua chứ. Nhưng mà tôi mới vừa thua 500 triệu, còn có biết không? 500 triệu xá gì với một đại gia như anh? Hay là vậy, tôi cho anh mượn tiền để gỡ lại những gì đã mất, được không? Cậu nói thật sao? Tất nhiên. Cô có giấy bút ở đó không? Cho tôi mượn đi. Cô đã sáng mắt ra chưa? Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, hắn đã thua tôi 2,5 tỷ. Không những vậy, chiếc xế hộp đắt tiền này đã thuộc về tôi. À không, hoàn toàn thuộc về đại ca của tôi. Môi tiền của đại gia để trở thành đại gia. Cô đã nghe câu nói này bao giờ chưa? À, đại ca của tôi chắc một lát sẽ đến gặp cô. Bây giờ tôi phải thử chiếc xe này một vòng mới được. Bye. À quên, tôi chừng khuôn mặt xinh đẹp của cô đó, Ellie. Không nhầm thì tôi đã từng cảnh báo cô rồi. Hoa hồng nhung rất nhiều gai nhọn đó. Anh nghĩ em biết rõ thế mạnh của em. Chứ cần em biết cách tận dụng đó, tiền và túi của em sẽ đứng không hết đâu. Bán thân xác để mà kiếm tiền à? Vì cái chuyện đó tôi không có ham đâu. Anh thích cá tính của em, nhưng nói là bản thân hơi quá. Chỉ cần em khôn ngoan và khéo léo chút là đủ. Tóm lại là cô chỉ cần dụ mấy tay đại gia vào cái sòng bạc ở dưới kia là ok rồi. Còn lúc sau thì để tôi xử. Hiểu chưa, có đồ gà mờ. Hồi chiều ngồi bên cạnh thằng Tèo mà chưa sớm mắt sao? Nè, chú nói năng như vậy không sợ răng cắn vô lưỡi hay sao? Bà gà nuôi răng. Mà nè, mấy người lừa tiền của người ta nhiều như vậy, không sợ công an sờ gáy sao? Anh hỏi em nè, nếu em là đồng lõa, liệu em có dám đi tố cáo những người cùng hội cùng thuyền với em không? Được thôi, tôi rất sẵn lòng. Nhưng mà tại vì bạn bè của tôi ở Việt Nam không có nhiều, cho nên tôi e là... Em yên tâm đi, trước khi để em tiếp cận, đối tượng đã được tìm hiểu một cách kỹ càng rồi. Mối quan hệ của em đối với anh nó hoàn toàn không cần thiết. Tôi thật lòng cũng muốn kiếm tiền,
để lấy lại phong độ cho shop mỹ phẩm của mình. Tôi không muốn ba má của tôi biết. Nhìn thấy tôi ở trong tình trạng phá sản khi họ quay trở lại Việt Nam. Anh có thể mở cho em thêm 10 cái shop như vậy. Quan trọng là sự lựa chọn của em thôi. Anh chỉ muốn em ngồi mát ăn bất giả. Nhưng tại vì em cứ một mực khước từ lòng tốt của anh. Đúng chưa? Em ngồi đi. Hàng đã được chuyển về, Cường đang đưa vào kho. Làm tốt lắm. Nè, uống dành một ly. Nè, uống đi. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Chỉ cần em hết lòng, anh không phụ em đâu. Đây là Hennessy XN. Đúng là có gì lạ thật. Nói về các loại rượu, với tôi thì không lạ gì. Đặc biệt là loại rượu XN này, là loại rượu mà tôi ưa thích. Nhưng mà tại sao cái chai rượu này lại có mùi rất là lạ, khác hẳn với những chai mà tôi đã uống trước đó. Đánh vô ngoài hỏi xem sao. Nếu mà chai rượu này có vấn đề, thằng dâu tụi sẽ không sống nổi với anh đâu. Mày ra đây tao biểu. Dạ anh Năm. À, dạ. Dạ. Mày muốn chết hả? Sao là bảo sống nhân vậy? Mày muốn chết hả? Ông chủ của mày là một con đàn bà vô cùng sạch rượu, chứ không phải cái đám điên cuồng đang nhảy nhót ngoài kia đâu, nghe rõ chưa? Dạ, em biết lỗi rồi anh Năm. Dạ, em bất cẩn chứ không cố ý. Em hứa là sẽ không có lần sau đâu. Mày nhớ đó, đừng để tao phải chứng kiến vụ này thêm một lần nữa. Dạ. Tao đã nói rồi, đi với vợ phải mặc áo cà sa. Dạ. Đi với ma thì phải mặc áo gì, nghe chưa? Dạ dạ. Mày có biết phân biệt dân chơi thứ thiệt với cái loại học đòi hay không? Dạ anh bớt giận. Thú thật là em không có nhầm người, em chỉ nhầm rượu thôi. Mong anh Năm bỏ qua cho em lần này.